Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã chính thức áp dụng phương án mới trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu. Qua đây giúp hạn chế tình trạng quá tải tại các bãi tập kết, đồng thời đạt hiệu quả cao hơn trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cửa khẩu Kim Thành, tất cả xe chở hàng xuất xứ từ Việt Nam hay nhập từ Trung Quốc về đều phải qua khu cách ly này để đổi lái giữa xe hai nước. Sau đó, lái xe nước bên kia sẽ lái xe đi làm thủ tục, rồi quay lại trả xe cho lái ban đầu. Đối với lái xe Trung Quốc, khi lái xe sang đổi lái xong, sẽ phải vào ở trong khu cách ly riêng tại nhà liên ngành cửa khẩu trong thời gian chờ lấy xe, miễn không cần giải quyết thủ tục nhập cảnh. Bãi tập kết xe xuất nhập cảnh cũng được mở rộng, lực lượng chức năng tại cửa khẩu sẽ điều tiết khống chế phương tiện ra vào cửa khẩu, tránh ùn tắc, duy trì khoảng cách 5 mét giữa các xe. Các lái xe và công nhân bốc xếp hàng hóa phải đeo thẻ, mang bảo hộ, khai báo y tế đầy đủ theo quy định. Các nhóm làm việc cũng được giới hạn không quá 10 người.